Nhìn cột 2, nhìn cột 2 trước. Nhìn cột 2, tôi phải đóng luôn. Dạ, có tay của tôi béo mà. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. I'll play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the end. Rồi, hiện tại buổi trưa ngày hôm nay tôi đang có trên tay một cái ạc, rất là nhiều những con hàng cộng 8 ở đây. Nhưng một ngôi sao sáng nhất trong cái đội hình này, Dô béo LN cộng 8, duy nhất server, duy nhất server tôi đang có trên tay đây rồi. Với bộ chỉ số thật sự là nếu mà nữa ở mức thẻ cộng 5 thôi anh em nhìn đã mê rồi. Ở đây nó là mức thẻ cộng 8 anh em ạ. Mức thẻ cộng 8 này thì tôi nghĩ là trong ngày hôm nay thì chạy chân của Dô béo chạy sẽ không chạm đất, chạy còn không nhìn thấy bước chân mà. Với tốc và tốc độ lên đến 144 và 141, dê bóng 145, dê bóng đến 145 thì dê bóng quả này thì chắc là như dính keo vào chân mất. Trời ơi, dứt điểm 143, chọn vị trí 141. Nhưng mà để mà so sánh Dô béo xem nào, tôi so sánh Dô béo cộng 8 với cả Dô béo Icon xem nào. Ronaldo, AI của Dô béo thì tôi nghĩ là AI của Icon cũng như AI của thẻ LN thì nó tương đương nhau rồi. Nó chỉ chênh chênh ở mức thẻ cộng thôi. Anh em nhìn chưa, so sánh với mức thẻ cộng 5 này, búp thêm quả. Cộng 5 này, team color này sẽ là cộng 7 nhá. Cái này sẽ là gì, cộng 5, 5 nữa. Nó vượt trội hơn rất là nhiều với cả mức thẻ Icon nhá. Nên là tôi hy vọng hôm nay sẽ lập được nhiều siêu phẩm với cả Dô béo LN cộng 8 này. Bằng những tình huống ví dụ như kiểu FD này, solo kill này, 1m86-95kg đến từ Quảng Ninh đã đô nhất cho tay GG 10.000 đồng. Yo, vào phòng thay đồ cái. Phòng thay đồ chuẩn thì tôi phải để số áo huyền thoại. Số mấy ạ? Nó phải là số mấy anh em? Số áo huyền thoại của Dô béo là phải là số mấy? Ronaldo. Ui, đúng số 9 luôn rồi. Đúng số 9 chuẩn chỉ luôn. Rồi, thử nha, thử mấy quả FD bên ngoài vòng cấm xem nào. Uầy, dã man. Ok, vào ngay trận đấu đầu tiên nhỉ, không để cho em phải đợi lâu nữa. Với cả Dô béo LN cộng 8 này. Ui, đội hình khỏe quá nó vậy đấy. Đội hình khỏe quá nó vậy đấy anh em ạ. Đáng lẽ mình đứng mẹ yên thì chỗ, xin một chỗ thì xem nào. Quái đứng yên một chỗ thì không ăn rồi. Tình người ở đâu ra, mới phút 18 bị thủng lưới rồi này. Nhưng mà đây sẽ là bàn danh dự sớm nhá. Đây sẽ là bàn danh dự sớm. Rồi, khả năng chạy chỗ của Dô béo này. Ăn không? Ăn không? Ăn không? Ăn không? Dô béo. Chỉ có thể là Dô béo LN cộng 8. Đè C này, đánh đầu này. Tôi bảo rồi mà, ui, đánh đầu quả vãi nồi. Được nha, yêu rồi đấy. Cần một quả đá phạt của R9. Có luôn anh em ơi, hứa anh em luôn nha, hôm nay sẽ là có nha. Có vợ để ghê vậy. Và đó là ai ạ? Và đó là ai ạ? Một quả fake shot đơn giản. ZD láng tiền, tôi đã bảo rồi mà. Với cái khả năng của Dô béo ấy, ZD bình thường đã cực kỳ hay rồi. Thêm quả chỉ số ẩn sút xoáy nữa. Cộng thêm là gì ạ? Mức thẻ LN cộng 8. Mẹ ZD nó cong cong như chai chuối. Vừa cong còn vừa hiểm. Bớt nghèo bỏ đi cái cam đồng hành của mình. Anh em bây giờ thì cái câu chuyện là anh em ZD là ăn tiền. Đúng không? Bây giờ mấy anh em cũng muốn ZD luôn rồi đúng không? Ok ạ. Thì xin hãng con Dô béo này cảm giác trông yếu quá. Cảm giác trông yếu quá. Ừ. Đốn ra, Di sang trái xong rồi Di lại phải, kiểu là sang hay Di vậy. Sang trái xong rồi lại quay về phải. Thì rồi, đỡ hộ. Đỡ hộ. Lực cam được chết luôn à? Trong vòng cấm này nhá, đối mặt thủ môn ấy, cứ lực đỏ, lực cam được vào hết. Ờ, lực xanh đéo ăn. Lực xanh ăn, lực xanh là chắc chắn chắc ăn. Cứ trong vòng cấm đối mặt thủ môn, lực đỏ cũng vào mà. Tôi test thử khoảng 10 quả vào cả 10.
đồng. Ô, cảm ơn Tuấn Anh nhá. Em đổi cái tên này để qua bên Thế Anh 96 học bắn súng. Thầy dạo này ốm quá nên em bỏ FIFA đi bắn súng tạm một thời gian. Khi nào thầy khỏi bệnh em lại về ngay. Ok em ơi, thầy mình ta bị yêu dấu chụt chụt mơ mơ ta. Mình phải có nhiều đam mê chứ làm sao mà mình chơi mãi một trò nó cũng chán mà. Tôi mà không stream nữa tôi đi đánh cờ thứ. Biết mà có tiền như thầy em biết cả đời luôn. Không em ơi, tiền đâu nó quan trọng gì hả em? Sức khỏe em là quan trọng chứ đúng không? Sức khỏe nó quan trọng chứ, em phải ôm yếu thì tiền để làm gì đâu mà. Nhìn cột 2, nhìn cột 2 trước. Nhìn cột 2 tôi phải đóng luôn. Ra con teo của số béo mà. Mình đang làm số béo mà phải đóng luôn vào đấy chứ. Đúng không? Alo. Từ vì làm con teo của số béo mình lại đi trường cột 2 vào đấy. Ok. Đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Thôi thầy nó phải đến rồi đấy, nó phải đến rồi đấy. Cho sử dụng tạm dịch vụ Tai Gigi xem như nào. Nó là nét luôn. Nó là nét luôn. Dô béo lên hơn cộng 8. Anh cầu tôi đây nhiều. Bây giờ thầy ta đi cái làm luôn hai bàn. Ronaldo giờ đi béo. Bình thường. Gì đấy? Chấm cương đi à? Cắt. Thôi con ten này của số béo mình đang thiếu một quả FD. FD từ xa này, những quả CD từ xa này. Những quả solo kill, quả xúc phạt nữa. Cần gì phải nói ra, thiếu thì tự làm đi, cần gì phải nói ra nữa. Để cho anh em biết được cái khung. Khung cái gì, người ta có cần biết cái chạy chỗ này. Chạy chỗ này. Ui. Ui. Đi rồi. Đi đây bắt đầu cái đẹp. Up. Một nút D nữa của tôi đâu nhở. Một nút D nữa của tôi đâu. Đi rồi. Vẫn cứ là đi. Vẫn cứ là đi. Vào giải mà hỏi. Quấy lên một đêm bị mất. Bị ân thiếu. Sao ân thiếu bảo nghe ra câu cho nợ. Ừ. Tí nữa ta bị ăn xong. Bắt đầu sao phân tích nốt cái trận đấy. Ui thuốc béo này. Ăn rồi. Đỡ. Ui. Bài học ở đây là gì? Nếu mà em có cơ hội em không tận dụng được tốt cái tình huống ấy thì em sẽ bị ghi bàn thôi. Đơn giản nó chỉ có vậy. Và đó là ai ạ? Tiếp tục là ai ạ? Ronaldo De Lima cộng 8 ở mức thẻ LN buồn. Không quên đâu mùa thẻ LN. Đỉnh cao thật sự. Ui bước 1 kìa. Dô béo. Ok kìa. Trời ơi. Sao quả này không vào nhở? Chạy được. Úi không được. Không vào nữa. Không vào nữa. Ok. Đó là sức mạnh của dô béo LN cộng 8. Sau hàng loạt những pha dứt điểm như bùa hổ thì dô béo đã có bàn thắng tiếp theo. Uầy. Không có bài thở gì mà. Chuyền. Dù béo không chạy nhá, dù béo không chạy. Dù béo không chạy rất nhanh. Kaka, tô điểm vào trong cái content review dù béo LN cộng 8 này. Đâu đó vẫn có Kaka, vẫn có Ento mà, đúng không? Thì nó do quan trọng là cái AI ấy. Bước 1 xem nào. Ui, gần được. Có vẻ AI hơi kém rồi.
Không kém nhá, không kém tí nào anh em ạ. Không kém tí nào, ok. Cuối cùng cũng đã có bàn thắng Eduardo của Ronaldo de Lima, LN cộng 8. Rồi, vừa chê xong. Không vào nữa, không vào nữa mùa. Em đây đúng hình viên đạn luôn này. Quả đấy anh em nhìn thấy đường bóng không? Không nhìn thấy đường bóng quả đấy luôn. Đấy đúng cái chất của số béo LN đây rồi. Em mới dứt điểm nó phải là như vậy. Đẳng cấp của con hàng duy nhất server thời điểm hiện tại. Vũ công Samba đích thị đây rồi. Tôi là một trong những người sử dụng cái skill Akodi xoay xoay gọi là best nhất server thời điểm hiện tại. Nói nhanh cho nó vuông, tại vì không ai xoay trong vòng cấm như tôi cả. Trời ơi, anh này ZGK hay vậy. Xe loa này bắt hay thật đấy. Nhóp trước sang rồi nhưng mà đá lì quá. Dã man. Thề. Và đó là ai ạ? Rô béo LN cộng 8. Khẳng định luôn cho anh em một điều là như vậy. Rồi. Đá nó phải như thế, review nó phải như vậy. Một tình huống hiếm hoi. Khả năng là tôi nghĩ là nhiều anh em thấy còn lần đầu thấy bàn thắng đấy luôn ấy. Từ cái chân của số béo. Lần đầu thấy luôn. Thách tài GG đá ớt tôi từ TG1 lên thách đấu 300k. Ôi cảm ơn đấy trực. Cảm ơn nhiều. Trời ơi, Akodi xoay xoay cái skill đấy anh em thấy rất là nhiều không? Hôm qua ta bị, không, Liao đi bị một phát xoay xong rồi đê thường luôn là ăn tiền mà. Ui chạy kìa, ui chạy kìa. Đuổi hộ, đuổi hộ. Má, quả đấy không vào. Bú DNT luôn. Cái gì nữa, cảm ơn Trần Thiên Bảo. Đáng u bú, bú donate là như nào vậy? Anh không hiểu luôn, Trần Thiên Bảo không hiểu luôn ấy. Một pha bóng là nó trọn vẹn. Nó kết hợp rất là nhiều yếu tố trong cái pha skill này. Thứ nhất là phải căn nhịp. Thứ hai là phải căn được cái góc. Thứ ba nữa là phải căn được cái lao vào của cầu thủ đội bạn. Hòa nào chưa em ạ? À, gặp trên danh gặp rồi. Số mạch thì chưa. Ui. Nên thì uống xoay comba xong rồi dứt điểm ZD luôn. Chỉ có thể là rô béo thôi, không ai khác. Mẹ đá đúng bằng cái tên mà. Tôi nghĩ là cái content này nó hoàn hảo ở đấy. Nó nêu bật tất cả những kỹ năng, những cái gì đẹp đẽ nhất của rô béo. Về khả năng rê bóng này, dứt điểm,
tốc độ. Ôi đối tượng out game mất rồi. Đối bạn out game mất rồi. Rồi cùng nhìn ngắm lại cái một cái team Real rất là đẹp với đầu tàu Ronaldo de Li béo, một thẻ LN cộng 8 này. Đấy thì tôi đã có review cho anh em trong những cái bàn thắng vừa rồi, thì anh em có thể là phần nào cảm nhận được khả năng dứt điểm cũng như là cái skill, cái gì đó tinh hoa nhất của Rô béo. Đấy, tội hữu hết, nó đầy đủ hết ở trong cái thẻ LN cộng 8 này. Con này thì nếu mà bù bao nhiêu tiền thì tôi không rõ, không rõ là bao nhiêu tiền, nhưng mà con hàng này là đang hiện tại đang là duy nhất server. Với nói chung là trong cái trận đấu thì phần nào thì anh em thấy Rô béo kiểu nó chạy chỗ nó không được như ý nhiều lắm. Những tình huống chạy chỗ đáng lẽ ở trong vòng cấm ấy, thì nó lại chạy mẹ ra biên. Đấy, nó không được hoàn hảo như kiểu Rô béo ai cần được. Đấy, hy vọng là anh em sẽ thích cái content review Rô béo LN cộng 8 duy nhất server lần này. Anh em nào thấy hay có thể để lại comment ở phía dưới video nha.